Quân, cho anh hỏi một chút là mấy hôm nay bố của em có bao giờ gọi điện cho em không? Có. Có à? Ừ. Thế bố gọi cho em thì bố bảo như thế nào? Bố gọi em bảo chỉ hỏi ăn cơm chưa, ban ngày thì làm gì, bố chỉ hỏi thế thôi. À, bố bảo ăn cơm chưa, ban ngày. Bây giờ bố em đi làm ở đâu? Ở dưới Hà Giang, thành phố Hà Giang. À, đi làm ở dưới thành phố Hà Giang á? Ừ. Thế đi làm dưới kia thì bố em đi làm việc gì? Đi làm phụ xe. Cháu Quyên, xin chào các bác. Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu đang có mặt tại nhà của em Quân các bác ạ. Quân gửi lời chào đến các ông các bà này. Con chào không các bà. Hôm nay đi đâu làm gì hả Quân? Hôm nay sáng em chia vôi xong là em đi xuống suối bắt cá một chút. Xong em lại ra đây lông nhà thôi. Có bắt được con cá nào? Có. Để anh ngắn mic nói chuyện nhé. Hôm nay là có cả bạn Tài đi cùng đấy nhỉ. Tài gửi lời chào đến công các bà này em. Con chào các bà. Mấy hôm nay Tài ở nhà làm gì? Lấy cỏ. Lấy cỏ ạ? À? Làm gì nữa? Đi học về xuống chiều lấy cỏ thôi. Ngày trước là Quân với cả bạn Tài là lấy củi cho ai rồi nhỉ? Mấy tuần trước ấy. Lấy cho nhà em rồi đúng không? Đấy, hiện tại là cháu có tiền của cô Vũ Thị Nga. Cô ấy gửi tiền về cho vợ chồng cháu đang cầm hộ ấy. Thì cô bảo là đến cuối tuần thì cho các bạn là lấy củi, lấy để hộ nhau. Ngày hôm nay thì chắc là sẽ không lấy để cho nhà của các bạn nữa. Đấy, anh em mình sẽ lấy để cho một bà ở gần nhà của em Yến nhé. Bà bị... hình như là bà đấy là dùng bếp ga hay là dùng củi nhỉ Quân nhỉ? Em cũng không biết được. Thế mà để xem mà tí nữa hỏi Yến xem, nếu mà bà ấy mà dùng bằng bếp củi ấy thì sẽ không lấy cho nhà của bạn nào nữa mà sẽ cho các bạn là lấy củi cho bà neo đơn đấy. Bà ấy không có chỗ để lấy củi, mới cả bà không có khả năng để đi lấy củi ấy. Đấy. Nhưng mà sao hôm nay thấy nhà bẩn đấy hả Quân? Sáng nay bọn em chia vôi ấy. Chia vôi, vôi bay vào à? Vâng. Ồ, thảo nào nhỉ? Nhà trắng bốp luôn. Thế là chia ra mỗi người được bao nhiêu cân? Được 40 cân. 40 cân à? Vâng. Một cân được bao nhiêu nghìn nhỉ? Cân được 10 nghìn. Một cân được 10 nghìn, thế là được 400 nghìn à? Vâng. Thế là đi bán có ai lấy không? Sáng nay em bán được 50 nghìn. Hả? Sáng nay em bán được 50 nghìn. 50 nghìn à? Vâng. Thế còn Tài của Tài bán chưa? Chưa bán đâu đúng không? Đây. Đây là cái vôi này các bác. Đây nung từ cái đá vôi ra. Đấy. Cái này là vẫn còn thành cục này. Một cân này là bán 10 nghìn này. Thế cái này không ấy à? Cái đấy để đi bắt cá. Cái này để đi bắt cá đúng không? Cái này là các em là để đi bắt cá. Cái này tuần sau anh em mình mang đi bắt cá nhỉ? Vâng. Mang đi bắt ở suối kia nhỉ? Vâng. Đấy, em dọn hết mấy cái này đi. Chiếu này để ngoài bụi hết vào đây. Lấy chổi quét cái này đi. Vôi này phải đeo khẩu trang mà không nó ảnh hưởng sức khỏe lắm. Mấy hôm nay còn cây cối còn có ai bị nhổ không Quân? Không thưa anh ạ. Không nữa đâu đúng không? Ừ. Trước này mấy cây ở dưới kia ấy mới trồng được vài phút thì có người bị nhổ. Tại mình cho bắt cả em không? Đấy, ở đây thì khá là gió các bác ạ. Nhưng mà view rất là đẹp luôn, nhìn ra suối nhà của em Quân là so với tất cả những hoàn cảnh mà anh em cháu chia sẻ ấy, nhà của em Quân là coi như là view đẹp nhất này. Mình có một cái view nhìn ra suối. Cái chỗ này là cái mảnh đất của em Quân hiện tại là đã trồng cây mận vào rồi. Đúng rồi, quét đấy thổi bay hết đi. Mấy nữa là cái này mà có điều kiện, có kinh phí mà
làm cái sau này phát triển làm homestay ở đây thì quá tuyệt vời luôn đấy các bác. Ủa rồi bụi quá. Đây làm mấy cái nhà sàn ở đây xong là buổi chiều tầm mùa hè mọi người ra đây tắm ở cái khu suối này quá đẹp luôn. Ui, cái này em đi tìm một cái rẻ, một cái rẻ lâu qua cái bàn ghế này đi nhá. Không là sau này nó hỏng ấy, dính vôi cả cái tủ này. Đấy, đấy cái rẻ lau qua đi, cái bàn ghế của mình ấy nó dính vôi để lâu nó hỏng. Thưa cô bác là ngày trước thì chúng cháu cũng đi giả tiền cho ông bà chủ đất rồi. Hôm đấy đi giả thì tối ông lại gọi cho ông bảo là cháu của ông đi xuống kia làm thẻ căn cước ấy, bị ai bắt nhốt vào đấy. 8 triệu. Phạt 8 triệu á? Ừ. Sao lại 8 triệu? Cháu của ông làm gì mà bị phạt mất 8 triệu? Đánh công an. Đánh công an á? Ừ. Ôi trời. Nhưng mà cháu của ông làm gì mà sao lại bị công an bắt hả Quân? Đi chắc là không đội mũ với không nắp gương ấy. À. Xong là còn bô kêu to nữa. À. Xong bị công an bắt à? Ừ. À. Xong là bị phạt mất 8 triệu. Ừ. Ôi dồi. Hôm đấy là ông bà chủ đất gọi cho anh. Hỏi anh là có ở huyện không? Thì nhờ anh ra để xin cho cháu của ông. Sao mà xin được? Đi xe không lắp gương, không đội mũ bảo hiểm ấy. Còn định đánh lại công an ấy, thì anh chịu rồi, không giúp được đâu. Đấy, có cái rẻ nào ấy, đi giặt qua cái rẻ xong về lâu cái bàn ghế này tại. Sao nó nắm ở tiết kiệm? Thưa cô bác là hiện tại thì vẫn chưa có điện. Thế ngày trước anh bảo là Quân đi xin cái giấy để anh đi kéo điện ấy, sao chưa xin được à? Chú đang làm. À, chú đang làm đúng không? Ừ. Đấy, thế thì sang tuần nhé, hôm nay là chủ nhật đấy. Thứ hai chắc là ra được rồi thì lúc nào xong thì lấy cho anh luôn. Để anh đi kéo điện cho. Ừ. Đấy, hy vọng là sang tuần các bác ạ, sang tuần thì cháu sẽ kéo được điện về. Số hộ khẩu là vẫn ở dưới nhà của anh mà nhỉ? Hả? Số hộ khẩu vẫn ở nhà anh mà nhỉ? Số hộ khẩu anh để nhà anh mà. Thế em chỉ cần làm xong cái giấy xác định nơi cư trú của mình ấy là anh sẽ đi kéo được điện rồi. Rồi. Anh hỏi này, hôm nào chị bác Võ Mai ấy là xin số điện thoại của em. Tí lấy số điện thoại của em cho anh, xong là anh về xong anh gửi số điện thoại của em cho bác Võ Mai nhé. Vâng. Có dùng Zalo không? Có ạ. Thế kết bạn với bác Võ Mai ấy. Bác Võ Mai sẽ gọi điện cho em. Tại vì là ngày trước là chị Võ Mai có bảo là cho em gửi số điện thoại của Quân cho chị ấy. Đấy, thì đến hôm nay thì Quân có sim mới rồi, ngày trước là có thẻ căn cước ấy. Thì đi làm lại cái sim. Lúc chưa có thẻ căn cước ấy là chưa có sim dùng điện thoại không ấy các bác. Đấy, đến lúc có thẻ căn cước thì Quân đi đăng ký sim chính chủ. Thì bây giờ là đã có sim chính chủ rồi. Đấy, có Zalo rồi. Thì chị Võ Mai xin số của Quân thì cháu sẽ gửi cho Quân để cho Quân có thể là nói chuyện. Nhiều lúc là chị cũng muốn gọi điện nói chuyện trực tiếp với Quân. Đấy, thì cái đấy thì anh cho chị, tại vì chị Võ Mai thì anh biết chị ấy thì anh cho được. Còn những người khác mà ví dụ như các bác có gọi điện đến xin số điện thoại của Quân hay là của người khác ấy, các bạn nhỏ hiện tại là cháu đang chia sẻ thì nhiều lúc là cháu cũng không dám cho. Cũng có nhiều lý do ấy, là tại vì cũng có nhiều người tốt người xấu cũng có. Anh có thể là có những người thì người ta thời gian đầu thì người ta rất là tốt nhưng mà sợ là sau về sau ấy thì là
lại có thể là nhiều cái tình huống xảy ra, ví dụ như là ở gần Trung Quốc này rất là nhiều người xấu các bác ạ, sợ người ta lừa trẻ con mang đi bán ở Trung Quốc thôi, lúc đấy anh em cháu lại thành ra là có tội đấy, nên là nhiều người xin ấy mà cháu không cho ấy, thì cũng rất là mong các bác thông cảm. Bây giờ đi tưới cây một tí ạ nhỉ. Cùng quân lau dọn cái nhà, sau đó thì anh em cháu sẽ đi tưới cây. Đấy, tưới cây xong thì anh em cháu lại di chuyển đi về để đi lấy củi các bác ạ. Đấy, lấy củi để đi sang bên kia là cho bà neo đơn ở bên đấy. Cái này em lấy cái dây về buộc cái miệng bao này lại đi. Vâng. Không có bụi lắm, tí nó bắn hết vào nhà. Thưa cô bác anh chị, là ngày trước em Quân em mới để cái vôi, nung đá vôi về em để trong phòng ấy, thì bây giờ nó rất là bụi luôn. Tại vì là sáng nay các em bảo là chia nhau đấy, chia nhau cái vôi này này, thì là được mỗi người là 40 cân. 40 cân thì tính ra là bán được 1 cân 10 nghìn thì được 400 nghìn. Đấy, nhưng mà phải có người mua cơ. Đấy, để trong phòng này rất là bụi. Đấy, còn ở đây, ở trong này là còn có mấy bao gạo này. Ngày trước ấy là bố của em ấy vào đây. Đấy, bố của em từ dưới Quảng Nguyên ấy, nhà của mẹ cũ lên đây. Đấy, sau đó thì bên trên này thì cứ vác thóc đi bán. Thì cái thời điểm đấy là cháu đã nhắc nhở nhưng mà bố không nghe. Đấy, thì được một thời gian sau thì cháu bảo Quân là chở hết thóc xuống đây. Đấy, thì em Trình với cả Quân là chở hết thóc xuống đây rồi. Thì bây giờ bố ấy, của Quân là không có hy vọng là mang thóc đi bán nữa. Đây còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, còn 7 bao thóc. Thì chắc là Quân cũng đủ ăn một mình ấy. Đấy, thì chắc là cái này không cho, năm nay chắc không cho Quân làm ruộng nữa. Mấy nữa là chắc là các bác là để tiền để cho Quân mua gạo, không cho Quân làm ruộng nữa. Cái ruộng của nhà em ấy, mấy nữa là xem mà có ai làm thì cho người đấy làm đi nhé. Xem mà ví dụ như nhà của chú hay là nhà của ai làm thì cho họ làm, chứ không để lâu là sợ nó cũng hỏng ấy. Để lâu được mấy 1-2 năm mà không làm ruộng thì nó cũng thành ruộng hỏng hết. Đấy, em tìm cái dây về buộc cái này đi xong à. Để đây cũng được, để ngoài là sợ người ta lấy ấy. Đúng không? Cái này họ mang đi bán là mất bao nhiêu công ấy. Em làm vôi này, em chia các thứ em phải đeo khẩu trang vào nhé. Vâng, sáng nay em cũng đeo mà. Không nó bay vào mồm vào mũi là độc hại lắm. Còn điện thì hiện tại là vẫn chưa cướp được điện đấy các bác. Để mấy nữa Quân làm xong cái kia ấy, thì là mới cướp được điện. Dây điện mấy nữa nối vào đây này. Các bác ơi, ngày hôm nay thì em Quân lại tiếp tục là mang mật ong khoái xuống đây để nhờ vợ chồng cháu bán hộ. Tổ này thì có bao nhiêu cân hả Quân? Tính cả cây là 10 cân. Tính cả cái cây này là 10 cân à? Ồ. Tổ này là có bao nhiêu bạn chung? À, 5 bạn à. Bây giờ cho anh cắt ra để cho các ông các bà là cùng xem nhé. Đây các bác ạ, cháu sẽ cắt ra. Cái này thì cháu cắt ra ấy, thì là cháu sẽ phải lọc qua là 3 lớp. Đấy, 3 lớp nữa thì cháu mới đóng vào chai. Nên là các bác yên tâm. Đây mật ong thì là mật nguyên chất 100% này. Đây là cả cái mảng, cả sáp này. Mật thì cũng đã chảy ra một chút rồi đây này. Các bác đang gặp phải cái tình trạng như là ho khan, ho gió, ho có đờm hoặc là ho dai dẳng, không dứt thì các bác liên hệ cho vợ chồng cháu lấy mật ong về. Đấy, uống hoặc là uống để tăng cường sức khỏe. Và mật ong thì có rất là nhiều công dụng khác nhau. Các bác đã từng sử dụng thì các bác cũng biết rồi. Đấy, thì cái này thì anh em cháu cũng bán hộ em Quân thôi. Đấy, em Quân với cả bà con ở trên này là đi khai thác ở trên rừng về. Đây toàn là mật nguyên chất 100%. Hôm nay thì các bác lấy mật ong này thì cháu có thể là sẽ tặng cái sáp này cho các bác để về ngâm rượu. Bây giờ anh em cháu sẽ cắt cả cái sáp bầu mật này ra. Em giữ hộ anh nhá Quân nhá. Ủa cái này nặng phết đấy. Cái mật này vắt ra chắc phải được tầm khoảng 8 chai này. Đây. Cái sáp này thì anh sẽ
Đợt này anh sẽ không vát nữa, anh sẽ để cả cái cục này để cho mật tự chảy xuống nhé. Và các bác lấy thì là anh sẽ gửi tặng sáp này cho các bác. Đây, cái này thì cháu chỉ cần cắt cái miếng ở trên này ra thôi. Đấy, là dốc một lúc thì mật nó sẽ tự chảy xuống hết này. Mật ong thì các bác mang về có thể dùng ngâm với gừng đen. Hiện tại thì gừng đen này cháu đang bán ở trên kênh. Các bác về có thể thái nhỏ như thế này, hoặc là thái nhỏ nữa để ngâm với mật ong các bác nhé. Cái này là thái nhỏ ấy, cho vào lọ thủy tinh này. Đấy, các bác cho vào cái lọ thủy tinh này. Và sau đó thì đổ mật ong vào. Đấy, là có thể ngâm tầm 1 tháng hoặc là hơn 1 tháng một chút là các bác đã dùng được rồi. Rất là tốt cho sức khỏe. Thưa cô bác, là vừa rồi thì cháu đang lọc ở đây. Thì cái này thì chắc là lọc ra hết thì được tầm khoảng 6 chai. Đấy, thì khi mà mật ong bất kể của em Quân hay của cô bác ở trong thôn nào mang ra bán cho cháu, thì cháu cũng phải kiểm tra cái chất lượng mật làm sao cho chuẩn và đúng mật ở trên rừng thì cháu mới gửi đi cho các bác. Đây, mật ong của cháu thì các bác yên tâm là có ở cái chai này, chai 1 lít này, có logo của cháu ở đây. Đấy, cái tem là cháu dán ở miệng chai này, thân chai, có chữ Quyền Yển TV và số điện thoại, địa chỉ của cháu ở đây. Nên là các bác mua hàng thì yên tâm. Bây giờ cháu sẽ mở ra một chai này. Đấy, các bác nhận được hàng thì các bác thấy có cái tem Quyền Yển ấy, là chưa bị xé, là của cháu này. Và cháu có quấn thêm một cái lớp băng dính vào đây nữa các bác nhé. Đấy, thì mở cái chai ra các bác nghe thấy cái tạch một cái. Đấy, thì là mật ong là chưa bị mở ra này. Cháu sẽ rót ra cái cốc thủy tinh này cho các bác là xem. Đây, đây là mật ong. Mật ong thì khi mà rót ra nước ấy thì là nó sẽ chưa tan luôn. Đấy, sẽ nhìn nó, mật nó sẽ rất là trong và đặc. Đấy, thì khuấy đều lên thì nó mới tan. Đấy, các bác có thể pha uống vào buổi sáng, trộn với ít bột nghệ khi mà các bác bị đau dạ dày. Đấy, hoặc là ngâm với cái củ gừng đen này này các bác. Đấy, cho vào cái lọ và đổ mật ong vào và ngâm thôi. Thì các bác mua mật ong nguyên chất thì các bác liên hệ cho cháu qua số điện thoại cháu ghim ở trên màn hình các bác nhé. Đây là 0369 944 064. Rất là mong cô bác sẽ ủng hộ mật ong của em Quân cũng như là của bà con ở trên này. Cảm ơn các bác, xin mời các bác tiếp tục theo dõi video. Thưa cô bác, là mấy nữa có điện ấy thì là sẽ bắn thêm cái phần cái chỗ cháu rào ở ngoài kia kìa. Đấy, cái đấy là có kinh phí của các bác gửi đến để cháu rào rồi, nhưng mà hiện tại là chưa có điện thì anh em cháu là chưa thể làm được, cũng rất là mong cô bác là thông cảm. Đấy, bây giờ phải có điện cơ thì anh em cháu mới làm được cái đấy các bác ạ. Và còn cái ô này nữa. Đấy, cái ô này thì bạn cơ khí bạn ấy đặt về rồi, thì là để hôm nào bạn ấy ra Hàn bắn cái kia thì bạn sẽ ra để lắp cái này. Thằng cò cháu thì hôm nay là cũng cháu đi quay phim ấy, là đi cùng luôn các bác. Đấy, ra nhà anh Quân là rất là thích luôn. Cứ lúc nào mà đi chơi mà cho đi theo là bảo đi nhà anh Quân là rất là thích. Đấy, ngủ say rồi. Ra nhà anh Quân là ngủ say luôn. Rồi, ngủ đi nhá. Tính ra là gọi anh Quân là gọi bằng chú đấy. Đây, cái từng dưới này ấy, thì là hiện tại là cái tủ ấy thì là cũng không có điện để mà dùng nữa. Đấy, bây giờ anh em cháu sẽ di chuyển xuống vườn cây để tiếp tục là tưới cây các bác nhé. Đây, tiếp tục là ra đây tưới cái vườn cây này. Thì phải kéo cái vòi đi chỗ khác nhá, để ngâm ở cây đấy nó chết luôn đấy. Hôm trước nó không xuống đâu. Đây, cây này, cây lê này các bác này. Cây lê này thì có mấy cây là bây giờ chết hết rồi.
cây này mà trồng mà không tưới nước thì cũng không thể sống được. Đấy, đất ở đây thì cũng rất là rộng luôn. Đất ở trên này ấy, là ngày trước ấy, ông bà chủ đất là phát, nhưng mà lúc đấy là cháu chưa mua, thì bây giờ là mua rồi. Thì ngày trước ông bảo là bà bảo là cháu trồng làm cây của bà ở đây chết đấy, thì bà bảo là muốn hỏi là để xem là có cho cháu cho trồng sắn ở trên này không. Đấy, nhưng mà các bác cũng góp ý nhiều là không cho ông bà trồng sắn ở đấy. Đấy, tại vì là đất của ông bà thì bây giờ cũng có nhiều ấy, thì nên là cho ông bà tự trồng trên đất của ông bà, không nên cho trồng chung. Nếu mà trồng chung ấy sợ sau này lại có nhiều cái vấn đề. Đấy, thì cháu cũng góp ý với Quân luôn. Quân ơi, dạ. Thế thì các bác ngày trước góp ý ấy, bảo là không cho ông bà trồng sắn trên đất của mình nữa đâu nhá. Trồng nhiều ấy sau này là lại có nhiều cái vấn đề xảy ra ấy, nên là mấy nữa anh bảo, mấy nữa anh xem là còn tiền ấy thì anh sẽ thuê người về. Nhưng mà em tự đi tìm giống cây sắn được không? Có cây sắn thì em tự tìm được. Tìm về xong anh sẽ thuê mọi người về cuốc ở cái khu vườn này hết, anh trồng hết sắn vào đây nhá. Vâng. Trồng hết mình tự trồng luôn, đất của mình có, mình phải tự trồng. Vâng. Không cho ai trồng nữa. Đấy các bác. Đây, ạ. Nó trồng nữa. Thì mấy nữa là cháu sẽ cho Quân này với cả các bạn ấy là đi trồng cái giống cây sắn về. Cháu sẽ thuê người để cuốc, sau đó thì trồng hết cái khu vực này, trồng sắn vào. Đấy, không là để đất không như này cũng rất là phí luôn. Đấy, trồng hết cái khu vực này để mà trồng sắn thì đất đây rất là đẹp luôn. Rất là tốt luôn. Nên là các bác yên tâm, tại vì bây giờ là chúng cháu là cũng theo sự đóng góp ý kiến của các bác ấy, là không cho ông bà trồng ở đấy. Đấy, để cháu tự trồng rồi. Thay vì nung đá vôi này bán ấy thì là trồng sắn ở đây này. Các bạn cùng nhau trồng xong là mấy nữa mang đi bán. Một cân được 2.000. Nặng lắm. Đi trồng đi tìm cái này mấy nữa anh sẽ giao lại cho Quân nhá. Quân với Tài với Lập sẽ đi tìm giống cây sắn về để anh trồng, xong là sau này các bạn đào ra bán chia nhau. Giống cây sắn trên nhà cũ anh có nhiều. À có nhiều à? Ừ. Đấy. Thì rủ Tài Lập. Trên này máy cày không cày được các bác ạ. Nên là phải cuốc bằng tay. Đấy. Không biết hôm nọ ông bà có ra mượn cây trống của nhà mấy Quân không? Quân ơi, hôm nọ ông bà có ra mượn cây trống không? Không. Không ra đâu đúng không? Vâng. Thấy ông bà bảo là ngày trước ông bà bảo ra mượn mấy cây ấy. Đấy, toàn bộ cái khu vực này ấy, mấy đứa cháu sẽ sử dụng tiền để cho mọi người ra làm cuốc sạch hết ra kia để cháu tự trồng sắn. Đấy, bây giờ chưa dùng đến làm gì ấy, tự trồng sắn vào đây xong là sau này là bán. Trồng cây ngắn ngày đó. Ở đây mà trồng hoa đu đủ cũng được. Đấy, trồng cây hoa đu cũng được. Mà đặc biệt là cái đất mới này trồng sắn thì rất là tốt luôn. Đây nữa, Tài tối nay về hỏi bố với hỏi mẹ xem là có muốn ra đây làm cái này không. Anh thuê. Anh giả một ngày 300 cả hai vợ chồng nhá, cả mẹ cả bố là ngày anh giả 200 300 150 một ngày
nuôi cơm. Để ra cuốc cái này, cuốc cái đất này để anh trồng sắn. Hỏi bố mẹ xem có ra làm không nhé. Tại vì để mà cuốc đất các thứ này thì cho mấy bạn này làm thì cũng làm được thôi các bác ạ, nhưng mà không phải là thời gian là rất là lâu thì các em mới làm xong được. Tại vì là những giờ rảnh ấy thì là chỉ có những cái lúc các em được nghỉ học thôi. Mà ở đây thì buổi chiều thì các em là đi học hết rồi. Thường thường là chiều đi, sáng đi. Đấy. Những cái giờ được nghỉ thì toàn 4 đến 5 giờ mà để ra cuốc cái vườn để trồng sắn ấy thì là không có thời gian được. Quân này mấy đứa anh bảo này. Mấy đứa anh sẽ trích tiền của bà Vũ Thị Nga ở bên Úc ra để anh mua sắt về sắt cái thép gai kia ấy. Về rào từ trên kia xuống đây nhá. Yeah. Đất mình đến đâu là mình rào hết đến đấy. Yeah. Nhá, không cái này sợ là anh sợ là sau này nếu mà ông bà chủ đất đi chăn trâu hoặc là trâu của ai về đây sợ nó vào cái vườn của mình ấy. Yeah. Em đi xem có cái cây nào to to ấy làm cột được ấy thì em đào hố. Sau đó thì anh sẽ mua cái thép gai kia kìa. Ừ. Về để rào hết vào đấy. Bạn Tài thì hôm nay là ở nhà ấy, là cũng rảnh, thế nên là cháu gọi Tài ra đây để làm cùng với cả anh Quân. Đấy. Và hôm nay thì bạn Lập thì đi vét cát rồi các bác ạ. Đấy, Lập thì ở nhà ấy thì là hay đi vét cát đi bán cát ở suối này này. Đấy, ngày trước em ấy bảo là một ngày ấy thì nếu mà làm được nhiều thì cũng được 150.000 một ngày đấy. Mà làm công việc đấy thì rất là nặng. Đất của Quân chẳng qua là bây giờ được trồng cây ăn quả vào. Không thì cháu đánh máy xúc của cháu vào đây, cuốc từ cái thửa kia xuống. Đấy, gạt cho nó bằng thành một thửa hết thì đúng là nó quá rộng luôn. À, nhìn nó bằng mênh mông luôn. Chẳng qua là bây giờ được trồng mấy cái cây vào đây rồi thì bây giờ là phá phí ấy. Không, ngày trước mà chưa trồng cây vào đây ấy, anh lấy máy xúc của anh, đánh cái máy xúc của anh ra đây, cuốc từ cái thửa kia xuống đến đây cho nó thành một bậc hết, một thửa hết là đất của em quá rộng luôn, bằng phẳng mênh mông luôn. 1 2 3 4 bốn thửa dồn vào một thửa. Đấy, đất nó sẽ rất là rộng luôn. Ở cái ngôi nhà này thì thưa các bác là cái khu vực này rất là gió luôn. À, nếu mà làm nhà sàn ở đây thì làm nhà bằng sàn bằng gỗ ấy, thì khả năng là không chắc chắn được. Okay. Hôm nọ còn bị cái trận gió to đợt trước này, cái khu nhà của em Hương ấy là còn bị sập nhà. Đợt này cái nhà của em Quân này này là mấy nữa cháu bắn lại cái ốc vít ở kia, nó bị bay ra một con ốc rồi. Đây, một ngôi nhà rất là khang trang 3 tầng nhìn rất là đẹp và chắc chắn. Ở đây là những tấm lòng vàng của toàn thể quý cô chú Mạnh Thường Quân. Cảm ơn các bác đã gửi những phần quà đến để anh em cháu là hỗ trợ cho Quân một cái ngôi nhà chắc chắn và kiên cố như thế này. Hiện tại thì Quân cũng chỉ việc lo học thôi các bác ạ, không phải lo nghĩ gì nhiều nữa. Sao hết chưa Quân? Quân không anh.
cây là quả nó sắp chín rồi ấy nhờ. Cái kia quả sắp chín rồi kìa. Ở đây có mấy đứa trời mưa ấy, mùa này không cày được. Hôm nào trời mưa mà đất nó xốp xốp ấy thì cháu sẽ thuê người về để cày hết chỗ này. Đấy, cày hết đất này. Để cho đất nó xốp lên. Thuê máy cày về đây để cày hết cái khu vực này. Quân hôm nay có cái áo nùng đẹp thế. Chắc hôm nay đi tắm suối mà không có áo thay đúng không? Con dao này, dao có phải dao nhà mình không? Cái đấy là dao của nhà người ta đi chơi ấy. Cái dao trước anh mua cho em mang lên trên nhà cũ kia cất rồi. Mang lên trên nhà cũ kia cất rồi. Nói rất là bé tay. Hết chưa Tài? Chưa. Còn mấy gốc ở trên tít trên gần nhà ấy. Khu vực này trồng cây, nhìn cây nó tốt thật. Cái này hôm nọ bị trôi vào đây nhỉ, đỡ đây. Nếu mà không có kẻ xấu mà đến nhổ cây của em Quân ấy, đi thành hôm nọ cháu ra lại bị kẻ xấu nhổ mất 4 cây. Đấy. Nếu mà không có người xấu nhổ ấy, thì là bây giờ có những cái cây đã phát triển lớn hơn rất là nhiều rồi các bác ạ. Đấy, những cái cây này trồng từ trước ấy, nên là nó đã phát triển rất là tốt rồi, trước Tết ấy. Để cố lâm chiêm cố trồng. Ở khu vực nhà em Quân bây giờ là có ô tô, có máy xúc ấy. Họ đang làm công trình ở trước cửa ấy, rất là nhộn nhịp luôn. Ở đây đông vui lắm các bác ạ. Mọi người đến đây làm công trình các thứ cũng nhiều người nữa. Đấy, cho nên là rất là nhộn nhịp. Một người bạn thân của Quân ấy, Tài lúc nào cũng ra hộ Quân. Tài là với Quân là chuẩn bị học xong lớp 9 rồi nhở? Sắp thi tốt nghiệp sắp thi tốt nghiệp rồi đúng không? Tài học xong là lớp 9 là có đi học cấp 3 không? Biết được à? Cố gắng đi học cấp 3 đi. Đây à, đây à. Cái này em cũng phải thường xuyên để ý nhá. Cái cây của mình trồng ra ấy. Xem là nếu mà có ai mà đến phá nữa thì để anh biết đây. Đấy mấy nữa Quân ạ.
này không cho ai trồng đâu nhé. À. Thì anh sẽ, các em đi học không có thời gian thì anh sẽ cho bố của Tài, bố mẹ của Tài hay cũng đi làm thuê kiếm tiền mà. Hỏi xem là có ra đây làm không. Để cuốc đây, cuốc xong là để anh trồng sắn ở đây. Trồng hết cái khu vực này. Sau này là trồng cứ để đấy tầm khoảng 3-4 năm mà được. Càng để lâu củ nó càng to mà. Sau này em lớn rồi ấy, em có nuôi lợn thì lúc đấy là cho con lợn ăn cũng được, đúng không? Thưa các bác anh chị, là vừa rồi thì anh em cháu là đi tưới cây, và ngày hôm nay thì cháu lên trên này cũng muốn chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của em Quân cho cô bác anh chị cùng xem ở trên kênh. Tại vì là trong khoảng thời gian vừa qua thì anh em cháu cũng đi chia sẻ thêm hoàn cảnh mới, thì cũng ít lên trên này ghi hình cuộc sống của em Quân. Tại vì là Quân hiện tại là cũng so với một số bạn thì Quân cũng đỡ hơn rất là nhiều rồi các bác ạ. Nhưng mà các bác vẫn rất là yêu thương đến bé Quân, cho nên là anh em cháu vẫn sẽ thường xuyên là ghi hình cuộc sống hàng ngày của em Quân cho cô bác cùng xem. Quân, cho anh hỏi một chút là mấy hôm nay bố của em có bao giờ gọi điện cho em không? Có. Có à? Ừ. Thế bố gọi cho em thì bố bảo như thế nào? Bố gọi mà chỉ hỏi ăn cơm chưa, ban ngày thì làm gì, bố chỉ hỏi thế thôi. À, bố bảo ăn cơm chưa, ban ngày làm gì, hỏi có đi học không không, dạo này? Có. À, bố em chắc là cũng có khi cũng thay đổi hơn một tí đấy nhỉ? Ừ. Tại vì ngày trước ấy là có một phần quà của bố em Quân là gửi, không biết là gửi ai đến để ngoài này, gửi cho em Quân. Ở đấy cũng là phần quà đầu tiên mà bố của em Quân là gửi cho em Quân luôn. Em có hỏi bố là bố đi xuống như kia là bố có đi làm chưa? Em hỏi bố rồi, bố bảo là đi làm rồi. À, bây giờ bố em đi làm ở đâu? Ở dưới ra thành phố ra. À, đi làm ở dưới thành phố Hà Giang á? Ừ. Thế đi làm dưới kia thì bố em đi làm việc gì? Đi làm phụ xây thôi. À, phụ xây à? Ừ. À, thế thì thỉnh thoảng em gọi cho bố ấy, xong hỏi vay, hỏi xin tiền xem bố có cho không? Ừ. Tại vì sợ bố đi làm thì bố kiếm được tiền bố lại đi mua rượu uống ấy, nên là em cứ bảo là mua cái này cái kia để xin tiền bố, để bố đỡ tiêu mà đỡ phải mua rượu ấy. Ừ. Đúng không? Ừ. Đây, về giữ tiết kiệm hộ bố cũng được. Ừ. Thưa cô bác, là nếu như bố của em Quân mà có sự thay đổi ấy, thì là cũng đỡ hơn, cũng tốt thôi, đấy cũng là một điều rất là tốt thôi. Thế hôm nọ bảo là gọi cho anh bảo là lấy tiền để làm gì? Em mua quần áo. À, tiền lấy bao nhiêu? 100.000 thôi. À, mua quần áo à? Em lấy đặt à? Đặt trên mạng à? Ừ. À, thế anh sẽ cho Quân ứng 100.000 nhá. Ừ. À, đây cho Quân 100.000. Cho bạn Tài 50.000 để đổ xăng nhá. À, đổ xăng đi học đúng không? Cái Tài với cả Quân là đi học, bây giờ có xe ấy. Được cô Tài ai gửi tiền mua xe cho nhỉ? Còn nhớ không? Không nhớ à? Cô giấu tên à? Nó giấu tên à? Không phải rồi. Quân có nhớ không? Dạ. Có biết là ai gửi tiền mua xe cho Tài không? Như là cô giấu tên hay sao? À, đúng rồi. Cô giấu tên là gửi tiền mua xe cho Tài. Còn bạn Lập với bạn Dương thì các bạn còn nhớ ai gửi tiền mua xe không? Cô Vũ Thị Nga sao? Đúng rồi. Bà Vũ Thị Nga ở bên Úc ấy là người gửi tiền rất là nhiều đến cho Quân. Ai mua một cái mảnh đất cho Quân này. Xong là 31 triệu là mua xe cho bạn Lập với bạn Dương đúng không? Dạ. Đấy. Dương thì hiện tại là bỏ học từ năm lớp 9 thì đã đi làm lớp 7 à? Vâng. Đấy, bây giờ là đi làm thuê rồi các bác ạ. Đấy, em ấy xác định là không học nữa nên là đi làm thuê rồi. Bây giờ là không ở trên này nữa. Không ở quê nữa rồi. Chắc là gần đến Tết mới về đấy nhỉ? Bạn ấy bảo là làm ruộng thì về. À, đến mùa làm ruộng lại về à? Vâng. À. Đấy. Tài với Quân là cố gắng nhá, bây giờ chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 9 rồi. Cố gắng thi
cho có bằng lớp 9. Anh Quân thì sẽ tiếp tục đi học cấp 3. Đấy, lúc đấy thì ở nhà anh ở dưới huyện cũng được, hoặc là về đây cũng được. Nếu mà về nhà mình xa quá thì buổi trưa học xong thì ăn cơm nhà anh, xong buổi tối thì về đây ngủ. Đúng không? Về ngủ nhà mới mình trong nhà. Còn buổi trưa thì học xong là ăn cơm nhà anh cũng được. Tài cũng thế mà, đúng không? Tài đi học ở dưới kia không phải sợ không có tiền đâu. Cứ đi học ở dưới kia xong là đi vào nhà anh ở nhá. Đấy, đi học là đi vào nhà anh ở, hộ anh đóng hàng gửi cho các bác nhá. Đấy các bác ạ, ngày hôm nay thì cháu lên trên này cũng chia sẻ cuộc sống hàng ngày của em Quân. Thước phim của cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi, chắc có lẽ là cho cháu kết thúc video ở đây thôi các bác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Con chào các bà. Con chào các bà.